Từ 15 giờ hôm nay 13 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Và đây là kỳ điều chỉnh tăng lần thứ 6 liên tiếp, đồng thời một lần nữa thiết lập kỷ lục mới. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng bán lẻ đã tăng 12 lần và giảm 3 lần. Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 800 đồng một lít, lên mức 32.370 đồng một lít. Xăng E5 tăng 880 đồng một lít, lên mức 31.110 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu DO tăng 2.630 đồng một lít, lên mức 29.020 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 2.490 đồng, lên mức 27.830 đồng một lít. Chỉ có dầu mazut giảm 550 đồng một ký, từ 20.900 đồng một ký xuống còn 20.350 đồng một ký. Trong kỳ điều chỉnh lần này, xăng RON 95, E5 và dầu DO không thực hiện trích lập quỹ bình ổn. Thay vào đó, xăng RON 95 chi sử dụng quỹ bình ổn ở mức 200 đồng một lít, xăng E5 chi 100 đồng một lít, dầu DO chi sử dụng 400 đồng một lít, dầu hỏa chi sử dụng 300 đồng một lít.